Ok bà con ơi, Mọi người ơi, em có nấm rồi nha. Chị ấy đã kiếm được rồi. Đây, đây có đây shop. Nè, thấy không, dưới đó. Ở đây nữa nè. Này chị lấy được cái này thôi, nó còn không có hư. Cái này cũng ok nè. Cái này cũng còn ngon lắm nè. Đây đây, bên bùi rồi. Vậy là ngon. Nó cũng bự rồi, nó cũng có mưa rồi đó. Cái tỉa nó ra sao đây? Hư nhiều quá, hư hết rồi. Không múc trên đây còn được. Thử nha, thử lên tay coi. Được rồi, được rồi. Cái này thôi, okay. Có hư luôn. Không, cái này trắng phiếu luôn nè. Đó, ok. Ồ, gặt hái bà con ơi, gặt hái. Còn hết. Ok, nãy hư ha. Em lấy được cái đầu thôi, cái đuôi thôi, cái kinh này. Nói chung là mới vô tới bìa rừng nhớ bà con đầu rừng ha. Để là biết rồi. Có hy vọng rồi, không làm. Rồi. Vợ của mình đỉnh vui. Trời ơi, nó còn ngon luôn. Nó còn như là tươi trong luôn. Không phải con ấy ăn mà cái con gì là không phải con sâu không mà con mọt nó cũng ăn nữa nè. Nó còn tươi trong luôn đó là con. Quá ngon. Để tỉa nó bớt đi. Trời ơi, này không có hư miếng nào luôn. Vậy miếng ngon ăn không có bỏ gì hết. Bịch thằng sao đó. Có cái nấm gì đang rùi nữa là. Nói chung là ăn được. Cũng hư nè. Cũng được. Nói chung là được một chút. Được một chút. Đây cái đực này bự một chút. Đấy. Còn cứng ngắt ngon. Ai vậy? Này ăn tròn do vui không? Nè ha, không có hư luôn nè. Ngon lành. Cho nên không cần phải bự lắm, nhỏ nhỏ vậy đâu, cái ngon lành. Thấy nó không? Đúng rồi, nó. Ui chưa á luôn. Chị ơi, dễ thương không? Nè hai anh này nè. Ăn y đúng không bà con? Cắt ngang vậy thôi, đừng sâu dưới. Hư rồi. Ây da. Ây da, để thử nè. Được không? Cứu nó vớt gì được không? Cái đầu. Cứu vớt cái đầu được không? Nó cái đầu vẫn ok. Cái đầu vẫn còn ok nè, rạng cái này nó vậy là. Vậy là vẫn còn ngon, trời ơi, vẫn còn tuyệt vời. Vẫn thấy ok. Nhưng mấy người kia thì người ta cái này nó già quá, không có ngon, bỏ đi. Nó công đắp bằng giác nặng. Cái nhỏ đó thì ok đó, ăn ngon, cái này nè. Bỏ nó luôn. Dạ, con lành, con lành. Tại vì nó cứ lên nè, ít người hái quá. Tỉa nó sao mà bỏ bịch cái đi tiếp. Dòng không mà tính ra con dùng này nó chưa có không, nó chưa có hư nhiều nè, thấy không nè, còn ngon lắm luôn á. Dê cái bò đi nay chứ. Đây nè, đây. Nó ngay chỗ em hai cái. Hai trái, đây hai trái bự nhất là trước đây nè, bự nhất đây nè. Đây 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 nè. Quá chừng luôn đó, bị ăn cái đầu em này, ăn cái đầu. Hư rồi. Để tỉa nó lại. Giờ này trúng mánh rồi bà con ơi. Mấy chàng rất là em đạp mẹ nó rồi đó, em lấy cái đuôi. Chả đôi cái tỉa cái kia ruột. Tỉa cái ruột nó ra thôi. Rồi, ngon lắm luôn nè. Tỉa ra. Wow, trắng nõn luôn. Đây. Toàn là đẹp trai đẹp gái ha. Cái này không có tiếng qua hậu được đâu nha anh. Tại đúng đó. Anh nghe nói là phải gõ nha nè. Phải gõ vậy đó. Thôi được cái muỗng này. Ui, ngon chưa?
Anh kia ở giá này. Không sao, anh cứ để đây, em tỉa thử rồi ăn được rồi. Đây. Ông này thôi chứ. Uống nào hơn. Nói chung là cũng hơi nhiều. Phải nhỏ nhỏ một chút nữa. Nhỏ một chút. Ông này mình hái sớm chừng tuần hay tuần thôi rồi ok. Tuần hay tuần thì vô đây nó mới nằm dưới đất rồi anh ơi. Đúng không? Mới dưới đất rồi. Nói chung là ok bà con ơi. Quá ok luôn. Hàng đó chắc ngon lắm, nó nhỏ. Nè nhưng mà tỉa là cũng trắng phiếu mà. Rồi ok. Đây nè, anh này nè, trắng phiếu ở dưới nè. Đó. Cái này giống nấm rơm á. Nó mới ló đầu lên vậy giống nấm rơm. Cũng hư rồi. Thôi sâu không luôn á. Đã, nó chút xíu vậy mà sâu luôn. Để coi cái anh này sao. Bổ ra trước thì được thì tỉa hồng thôi. Thôi được, anh này trắng phiếu à. Con phải tỉa đôi anh cái. Tỉa đôi nó trước chúng ta ngồi tỉa một vòng cái nó quay lại cái nó hư. Ở đó giờ mình cứ nghĩ dùng mình không có nắm style shop nha bà con, giờ kiếm được rồi nè. Nó cũng ăn đó chứ nè. Không ăn ở ngoài, nó cũng ăn ở trong. Con sâu này nó ăn. Nhiều rồi. Mới vô đây chưa đầy nửa tiếng hồn nhiều rồi. Cái này là không cần phải đi nhiều luôn á, đi chút rồi về ăn với bà. Mấy em nhỏ mấy em tươi. Mới 16. Thử coi. 16 quan trọng là ở trong. 16 nhưng mà cũng đỡ đỡ không đến nổi. Ủa hôm nay sao trời ngon vậy anh hả? Hôm nay trời quá ngon nè. Cắt sâu sâu nữa, bỏ nó đi. Người ấy đã thu hoạch. Thêm nè. Người ấy mà đi mà cái kiểu mà đi chơi gì nè là người ấy không có đau nhất gì đó, ở nhà mình là đau nhất trời đất rồi. Nó thấy thương không bà con à. Nó kèn ở coi nè, nó nặng luôn nè kèn. Trời trắng phiếu lên này đầy luôn nè, trắng phiếu luôn nè. Nằm ngay ngay cái nước cho nên là không có bị nhiều vấn đề. Để chẻ thử, cắt này xong rồi chẻ thử nè. Không, không bị, nhìn là biết không bị rồi. Đẹp. Đây cũng phải chẻ cho bà con coi, cái nặng ở lịch đúng không bà con? Cái đầu nó không bị gì luôn ha. Không bị, ôi. Rồi, thôi được rồi. Ôi, trắng phiếu luôn, không hư một miếng luôn. Được những chục này là coi như là cứu hộp. Đây. Đây thì hư rồi, bỏ đi. Hấp đó nè, nó mới u lên vậy đó nè. Mới u lên vậy thì nó mới cho nên là khó thấy. Khó thấy lắm, nãy giờ em đi em đạp hết hai đầu rồi. Em mới nhìn kỹ ra, từ khi nó bự lên á thì mình mới nó bự hơn hư hết cho nên là vậy thì vẫn nhưng mà nó vẫn bự. Tại vì cái thân nó bự cho nên thân nó vẫn bự. Bằng súng à? Hay là máy đục? Chắc nghĩ ngoài đó làm lộ quá, đục quá. Không, mình tưởng nó không hư ở trên đây hơn. Coi. Thấy cái thân nó bự rồi. Thân nó mập đi. Đây, đẹp chưa? Đó, coi cái suối nhỏ đây nè. Đây bà con stand shop đây ha. Ok. Này bỏ vô bịch luôn hả? Ok, vậy anh để ngoài ha. Đây, con trên này vàng đây. Đấy. Đấy, 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 đừng đừng nó lên để em cắt hết cho nó còn dưới góc lại. Sang năm nó có lên, nó lên nó, bà con. Đấy. Này rất là quý hiếm luôn nha bà con. Nó là vàng, vàng trong rừng. Đây, vàng trong rừng á. Cái loại này chưa là vàng trong rừng đó bà con. Này thì hơi nhỏ. Hơi nhỏ một chút. Vậy là ở đây nó có. Ở đây nó nè, nhưng mà nó ăn rồi. Vậy là ở đây nó có con tê đen này là vàng trong rừng nè bà con. Rất là quý bên mình luôn ha.
này cỡ 4 kg ha. 4 kg. Con ơi, má, mình vô cái thung lũng gì ở đây nè. Bây giờ muốn cái có cái đồ nấu ngồi đây nấu ăn cũng ngon. Giống như là nấm rơm Việt Nam vậy bà con. Vô cái thung lũng ở trong này. Toàn là nhà nghỉ mát không? Đẹp không? Nước trong xanh luôn, xanh màu ngọc bích đó. Đó, xanh mà kêu là xanh vàng á.